trước chúng ta là ảnh photo Lâm Giang, một tay nhiếp ảnh chim cò hoang dã, và trên tay anh ta là một cái ống đang chụp chim rất là đỉnh. Các bác nào mà muốn chụp được những tấm hình chim phê thiệt là phê thì hỏi anh Lâm Giang cái ống của anh Lâm Giang đang cầm là cái gì, tiêu cự là bao nhiêu. Thì nó nhỏ nhưng mà nó rất là có vỏ. Đó. Những tấm hình anh ta săn. Các bạn hãy lên quay Lâm Giang. Trên đó sẽ thưởng thức được những tấm hình tuyệt tác bản đã ghi được. Hiện chúng tôi đang là bên này phía nam, bên này là chỗ nào anh? Phía nam của đường Ma Đà. Trong khu vực này có một cây tùng rất là to. Trời. Đây là thưa quý vị. Đây là cây tung khổng lồ. Gốc rất là lớn. Không thể nào chụp hết được.